Chào tất cả anh em đam mê dòng quay Thái 110. Clip này em thể theo yêu cầu của anh em bình luận là bảo vệ ốc, xe ít đi bảo vệ ốc như đó, xe em nằm trong đó đó. Đó. Nói chung mà từ hồi chỉ thị tới giờ nay là 40 mấy ngày rồi, nằm bên đó đó. Em thì tính rất là kỹ, bảo vệ ốc. Đây, trước tiên anh em phải cho mình một cái nhớt chạy máy xe của mình nè. Nhớt sạch đó nha. Đó, rồi mình quét lên thôi, chứ không gì hết trơn. Bao cho anh em không bao giờ xét ốc, đừng có xài dầu nha. Xài dầu là thua. Đây anh em thấy ốc nó, nói chung ốc nó xanh gì đó nhiều, nó anh em ốc đen thật sự, không phải đen đâu. Đây nè. Tha lên thoải mái. Bao cho anh em xài là cực kỳ ngon. Đó. Đó anh em thấy ốc không? Hãy zoom lên cho anh em xem. Đó. Em tha bằng nhà nhớt hết. Nói chung chiếc xe này thì đầm với câm, em đầm thì sơn lên rồi, câm thì câm theo xe thôi. Này nọ câm theo xe, nói chung á. Đó, em cũng tha dầu, tha ba cái nhớt á, đừng có tha dầu, đó, bảo vệ thôi chứ không làm chứ. Bao cho anh em. Này cũng niền theo xe, tha thoải mái, đừng có tha dầu. Dầu lửa là em chạy. Xe ít đi anh em tha dầu, xe nhớt á, đừng tha dầu. Đây em tha hết trơn nha anh em. Nói chung kỹ là ăn thua do mình thôi, mỗi người một cách chơi. Theo xe không à, nói chung hàng tiễn theo xe không à, lóc nồi lóc lửa đuôi cá theo xe hết. Nói chung xe thì xe này đời 2000 đúng thắng đĩa luôn, nhưng mà em vô đồ theo xe hết trơn à, vô còn số 99 rồi cạc gấp cạc te đó, anh em thấy không? Bao cho anh em khỏi sợ xét, còn ốc xét thì thôi thua nha. Em thì rất đam mê quay Thái 110. Nói chung em rất là kỹ. Đúng đời thắng đẻ nha anh em. Chống ngang theo xe luôn nha. Đó, đúng đời thắng đẻ nha. Gấp te theo xe luôn, cái gì cũng theo xe hết. Thì con ốc phuộc này, ốc niêu qua Thái rồi, có ốc theo xe nhưng mà em làm biến gắn quá. Thấy quay trong vậy anh thấy đen chưa, ở ngoài nó vàng vàng nha anh em. Đó, cũng liền theo xe luôn, xa chân dầu nha. Đó. Câm với chân câm thì theo xe luôn, theo xe em ram nữa rồi. Nói chung là mỗi người một sở thích chơi. Còn hai chiếc trong kia là nói chung thì chiếc xanh nhớt là áo theo xe, hàng tiễn không gãy không nứt. Còn bên chiếc bên kia là áo đã sơn lại rồi, hàng tiễn không à. Nói chung đồ theo xe là cái gì nó cũng ngon hết. Anh em thấy không? Này thay về thay nhớt thôi chứ gì anh em ơi. Bảo vệ nó cực kỳ là ngon. Đó, bô cũng vậy nữa nè, đó quét nhớt lên cái nó bóng vậy nè. Đó.
Nhưng anh em thấy trong đó tưởng là sơn, thật sự không phải sơn đâu. Đó, gắp cũng theo xe luôn, gắt chân cũng theo xe luôn, lóc nồi đồ gì nói chung theo xe hết. Em quét thoải mái nè, không có gì chưa đó. Heo này sơn lại rồi, heo này sơn lại rồi, còn đĩa đĩa theo xe. Năm con tán thì năm tán new Martin Thái, này thì này cũng theo xe luôn nha anh em, này theo xe xe chừng giờ luôn. HQDQ còn hai con trong này nó nằm nay nữa là 40 mấy ngày rồi. Thì có làm sao mà tả vậy thôi chứ không có gì hết. Đồ theo xe lúc nào nó cũng ngon hết trơn á. Rồi clip em chỉ có nhiêu đó thôi. Nếu anh em cảm thấy hay cho em xin một like và một đăng ký kênh để nhận thông báo sớm nhất từ em. Và chia sẻ cho bạn bè cùng xem giúp em nhé. Rồi. Chào tạm biệt anh em.